Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sau đây mình làm phần Vatican bám chặt Việt Nam lâu dài nhất. Thì phần này là phần 7 của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Thì thông báo với quý vị các bạn biết rằng là giờ này cũng là 10 giờ. Vì bận công việc mưu sinh cho nên làm clip hơi trễ. Thì thật sự ra thì lượt xem clip rất ít, thì mình cũng cảm thấy buồn. Nhưng không sao cả, buồn vì thành phần tham gia nó về lĩnh vực nào thì nó nhiều, nhưng mà tìm hiểu về tôn giáo, về những cái thời sự mà thâm độc mà nhất của Vatican cũng như Công giáo đã xâm chiếm trên thế giới, nhất là Việt Nam, tìm hiểu thì ít cái người tìm hiểu, ít cái người muốn nghe, muốn biết. Theo như những người bạn của mình thì mình được biết là hết 90% họ chưa biết những đề tài này, thậm chí họ chỉ có nghe sơ qua thôi, chứ không có được tỉ mỉ giống như mình. Thì nói cho quý vị các bạn biết là bộ Đại Tạng Kinh của Việt Nam Phật giáo mình đã đọc hết, và những đề tài như thế này không là chuyện gì là không thể cả. Chuyện này rất là nhỏ, những cái trang sách này khoảng 1000 trang, 5-7000 trang thì bình thường. Một quyển kinh của Phật giáo nó có độ dày khoảng 500 trang trên một quyển, mà nó gồm 37 quyển. Chuyện đó mình đã đọc hết bộ Đại Tạng Kinh. Thì những sách này thì quá đơn giản đối với mình. Nói cho quý vị các bạn thông cảm dùm, thì khi đọc lâu, đọc mà khoảng chừng 30 phút đổ lên thì nó có vấp váp, chữ nó loạn xạ, lớn tuổi thì mắt cũng nha nhem. Cho nên vì lẽ đó quý vị nghe cũng nên thông cảm dùm. Phần trình bày trong chương 1 cho chúng ta cái nhìn khá rõ về một sự thật ghê tởm của một mà số tín đồ, tín lý và lời dạy trong Thánh Kinh Kitô. Bộ mặt thật của giáo hội La Mã và của các nhà lãnh đạo của cái giáo hội khốn nạn này, tất cả cho chúng ta thấy rõ từ chủ trương cho đến hành động, giáo hội La Mã chỉ là một tổ chức tội ác thâm độc nhất, dã man và nguy hiểm nhất đối với toàn thể nhân loại. Chương 2 và trong các chương kế tiếp sẽ nói sơ lược về những thủ đoạn và hành động thâm độc nhất, dã man nhất và nguy hiểm nhất của cái tổ chức tội ác này đối với riêng dân tộc Việt Nam ta. Đầy đủ những rặng núi tội ác của giáo hội La Mã cũng như của giới tu sĩ và tín đồ Gia Tô người Việt liên tục chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam sẽ được trình bày rõ ràng ở trong các phần 3, phần 4, phần 5 và phần 6 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Theo tinh thần sắc lệnh Romanus Pontificus được ban hành vào ngày 8 tháng 1 năm 1454 trong thời giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447 đến 1455. Giáo hội La Mã đã có giả tâm đánh chiếm toàn cầu làm thuộc địa để cướp đoạt tài nguyên và cưỡng bách các dân tộc nạn nhân phải theo đạo Kitô làm nô lệ cho giáo hội. Việt Nam là một trong những mục tiêu bị Tòa Thánh Vatican nhắm tới. Cũng vì thế mà từ thập niên 1530, giáo hội đã sai phái rất nhiều điệp viên chuyên nghiệp giả danh là các nhà truyền giáo đến Việt Nam với những điệp vụ thu thập tin tức, tình báo, chiến lược để chuẩn bị kế hoạch vận động đế quốc Pháp xuất quân đánh chiếm nước ta làm thuộc địa để cùng thống trị, cùng nô lệ hóa dân ta và cùng chia nhau lợi nhuận. Người viết xin chia thời kỳ Vatican theo đuổi mưu đồ chinh phục với những thời kỳ chuẩn bị quậy phá, vận động, tấn công, thống trị Việt Nam như sau. 1. Thời kỳ rình mò, dò dẫm, do thám, thâu nhập,
tin tức tình báo chiến lược để chuẩn bị cho kế hoạch vận động Pháp xuất đánh chiếm Việt Nam năm 1533 đến năm 1650. 2. Thời kỳ vận động chính quyền Pháp và Tây Ban Nha cấu kết với Tòa Thánh Vatican xuất quân tiến chiếm Việt Nam năm 1650 đến năm 1858. 3. Thời kỳ tiến quân đánh chiếm và thống trị Việt Nam năm 1858 đến 1945. 4. Thời kỳ Liên minh Pháp-Vatican tái chiếm Đông Dương năm 1945 đến năm 1954. Thời kỳ này được sách sử Việt Nam gọi là thời kỳ kháng chiến năm 1945 năm 1954. Sách sử Âu Mỹ gọi là The Fifth Indochinese War. 5. Thời kỳ Việt Nam bị chia ra làm hai miền Nam Bắc sau khi người Pháp bắt buộc phải công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam và cuốn gói ra đi. Vatican quay ra liên kết với Hoa Kỳ rồi dựa vào thế mạnh của siêu cường này để từ chối thi hành điều khoản quy định tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956 với dạ tâm duy trì Việt Nam mãi mãi ở trong toàn tính chia đôi hầu có thể duy trì và củng cố quyền lực ở miền Nam năm 1954 đến năm 1975. 6. Từ khi Hoa Kỳ cuốn gói đi khỏi Việt Nam vào tháng 4 năm 1975 cho đến nay, bất kỳ trường hợp nào hay hoàn cảnh nào, Tòa Thánh Vatican cũng luôn luôn bám chặt lấy thân xác Việt Nam như loài đĩa đói. Vatican luôn luôn dùng đủ mọi thủ đoạn trong việc sử dụng nhóm thiểu số tín đồ cuồng tín làm đạo quân thứ năm và làm lực lượng xung kích để phục vụ cho mưu đồ thôn tính Việt Nam làm thuộc địa. Khi chưa chiếm được chính quyền, Vatican dùng lực lượng này để quấy phá đất nước ta bằng trăm phương ngàn kế theo sách lược quậy cho nước đục để thả câu. Và không ăn được thì đạp đổ. Đây là thời kỳ giữa thập niên năm 1780 cho đến năm 1884. Và từ năm 1975 cho đến ngày nay, khi đã chiếm được chính quyền rồi, lực lượng này sẽ được tin tưởng nhất, ưu đãi và được triệt để sử dụng để củng cố và bảo vệ quyền lực ở quyền lợi của giáo hội. Đây là thời kỳ năm 1884 đến năm 1954 trên toàn lãnh thổ. Và thời kỳ năm 1954 đến năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. 3. Bà lớn. 4 lần Vatican vận động ngoại cường can thiệp thô bạo vào Việt Nam. Giáo hội La Mã đã 4 lần ra công vận động đế quốc Pháp và siêu cường Hoa Kỳ dùng sức mạnh quân sự để đánh chiếm hay trực tiếp can thiệp vào nội tình Việt Nam. 4 lần đó là: lần thứ nhất vào đầu thập niên 1650, lần này giáo hội cho linh mục Alexander Roth tới tận kinh thành Paris để vận động với triều đình vua Louis thứ 14 năm 1638 năm 1715 liên kết với giáo hội và xuất quân đánh chiếm Việt Nam. Sự kiện này được sách sử ghi rõ ràng như sau: tôi tin rằng ông Alexander Roth viết Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới sẽ cung cấp cho tôi nhiều binh sĩ để chinh phục toàn thể đông phương Đông, cũng như ở đó tôi sẽ có cách để chọn được nhiều giám mục vốn là các cha và các thầy của chúng ta ở trong các nhà thờ. Tôi rời La Mã ngày 11 tháng 9 năm 1652 với ý định đó, nhưng cuộc vận động này không thành công vì nước Pháp lúc bấy giờ vừa phải bận tâm với các cuộc chiến ở Âu Châu, vừa ở trong tình trạng tài chính bị kiệt quệ do việc xây điện Versailles gây ra. Lần này, lần thứ nhì, vào cuối thập niên năm 1780, kế hoạch xâm lược của giáo hội La Mã là kế hoạch dài hạn và trường kỳ mai phục. Thua kêu này, giáo hội lại bày kêu khác. Cho nên dù cho sứ mạng của linh mục Alexander Roth không thành công, giáo hội vẫn kiên tâm chờ đợi thời cơ để hành động cuối thế kỷ thứ 18. Gặp khi Nguyễn Phúc Ánh xuất bắc sang bang, khi anh em bị ông Nguyễn Huệ đánh cho tả tơi không còn manh giáp, giáo hội liền chụp lấy cơ hội này, ra lệnh cho các nhà truyền giáo nhảy vào lợi dụng hoàn cảnh này
của Nguyễn Phúc Ánh để thi hành sách lược thừa nước đục thả câu. Người Việt Nam ta thường nói đói ăn vụng, túng làm liều. Bị lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, Nguyễn Phúc Ánh đành phải liều mạng nhắm mắt nghe theo lời thuyết phục của giám mục Binaniao de Bihai Bá Đa Lộc, ủy cho ông giám mục này làm đại diện chính quyền của ông ta và trao hoàng tử Cảnh, lúc đó mới có 5 tuổi, cùng đi sang Pháp thi hành sứ mạng cầu viện quân sự với hy vọng sẽ có ưu thế về vũ khí để đánh bại nhà Tây Sơn trong mưu đồ chiếm lại ngai vàng. Cuộc vận động của giám mục mà Bá Đa Lộc lần này coi như đã thành công, với thỏa hiệp đã ký kết vào ngày 21 tháng 11 năm 1787 giữa một bên là Bá Tước de Montorin đại diện chính quyền Phiệt Gia Tô Louis thứ 16 Tây Sai của Vatican, và một bên là giám mục mà Bá Đa Lộc vừa là người Pháp mang quốc tịch Vatican, vừa là cán bộ cao cấp của giáo triều Vatican, vừa là đại diện cho chính quyền phản loạn của Nguyễn Phúc Ánh ở Việt Nam. Thỏa hiệp vừa ký xong vào những ngày tháng chót của năm 1787 thì sang đầu năm 1788 nước Pháp rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính do những bất công xã hội gây ra. Rồi cách mạng năm 1789 bùng nổ, chế độ đạo Phiệt Gia Tô Louis thứ 16 bị đập đổ, tân chính quyền không thi hành thỏa hiệp này nữa. Vì vậy, công cuộc vận động chính quyền Pháp xuất quân đánh chiếm Việt Nam lần thứ hai này của Vatican đã được coi như thành công, nhưng rồi cũng thất bại. Không được chính quyền cách mạng Pháp năm 1789 thi hành thỏa hiệp ở Versailles, Vatican quay ra tìm cách xoay sở vận động với các giáo dân giàu có và có thế lực trong các nước Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới đóng góp tiền bạc cho giáo hội để mua sắm chiến tàu, trang bị vũ khí và thuê mướn quân lính thập tự đánh thuê đem sang Việt Nam viện trợ cho Nguyễn Ánh. Một phần nhờ có viện trợ quân sự này, một phần có triều đình Tây Sơn suy đồi do quyền thần Bùi Đắc Tuyên tham ô và tàn ác, Nguyễn Phúc Ánh mới đại thắng đánh bại nhà Tây Sơn rồi lên ngôi lấy vương hiệu là Gia Long vào năm 1802. Chính vì việc nhận viện trợ quân sự của giáo hội La Mã dưới danh nghĩa là của ông giám mục Bá Đa Lộc để giành giật ngai vàng cho chính bản thân và dòng họ, các nhà viết sử và người đời mới lên án Gia Long là hạng người cõng rắn Vatican và Pháp về cắn gà nhà, giống như Lê Chiêu Thống trước kia đã rước voi thanh về giày bà tổ. Có lẽ cũng vì ý thức được cái hòa đã đem đàn rắn hổ mang Vatican vào trong nhà, và đàn rắn này đã sinh sản ra hàng ngàn con rắn bản địa độc hại hơn. Cho nên ngay khi vừa mới thành công diệt được nhà Tây Sơn, vua Gia Long liền tìm cách lãng xa các nhà truyền giáo và các ông cố vấn người Âu Châu đã giúp ông trong lúc còn bôn ba lận đận, và cũng có lẽ đã biết rằng các nhà truyền giáo sẽ không bỏ cuộc. Cho nên vào năm 1816, trước khi nhắm mắt lìa đời vào năm 1820, vua Gia Long mới quyết định không chọn Hoàng Tôn Đán con Hoàng Tử Cảnh và đã theo đạo Gia Tô, mà chọn Thái tử Đảm lên ngôi và căn dặn phải tìm cách loại bỏ hay diệt trừ cái họa đàn rắn độc Vatican do chính nhà vua đã cõng về đang nằm trong căn nhà Việt Nam. Thái tử Đảm lên ngôi lấy vương hiệu là Minh Mạng, vốn là người thâm nho, thông minh, sáng suốt, cương quyết và nặng tình dân tộc. Cho nên ngay sau khi vừa lên ngôi, ngài đã quyết tâm thi hành đúng theo lời di chúc của tiên vương là lánh xa các nhà truyền giáo bằng bất cứ giá nào. Thế là công lao của giáo hội La Mã và của giám mục Bá Đa Lộc đã bỏ tiền bạc ra mua sắm chiến tàu, vũ khí và thuê mướn đạo quân thập ác đánh thuê đem sang giúp Nguyễn Ánh trở thành công cốc. Lần thứ ba vào thập niên 1850, hết bị vua Gia Long quên ơn bội nghĩa,
đẩy xa và tìm cách lánh xa, lại đến bị vua Minh Mạng ruồng rẫy. Các nhà truyền giáo thấy rằng không thể tiến hành kế hoạch chinh phục Việt Nam bằng phương cách hòa bình, nghĩa là không còn cách gì để biến nhà vua thành một công tay tin của giáo hội cùng dùng bạo lực của chính quyền để cưỡng bách nhân dân ta phải theo đạo. Tất nhiên là việc này cũng được tường trình về Vatican để thay đổi sách lược. Vatican bèn vạch ra một kế hoạch rất tinh vi để tiến đến chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Một mặt, giáo hội ra lệnh cho các nhà truyền giáo tại Việt Nam ra công tăng cường công việc đoàn ngũ hóa nhóm thiểu tín đồ bản địa, tổ chức thành những đạo quân thứ năm hờ chờ lệnh, và xúi dục họ và những thành phần bất mãn với chính quyền đương thời nổi loạn để tạo nên tình hình bất ổn, với mục đích làm cho dân tình chán ghét triều đình nhà Nguyễn, và cũng là tạo nên tình trạng bất ổn để chuẩn bị cho giáo hội đem quân vào tấn chiếm Việt Nam. Điển hình là: một, các nhà truyền giáo dám ngang nhiên phản đối việc vua Gia Long chọn hoàng tử Đảm lên làm thái tử vào năm 1816, và nằng nặc đòi phải đưa Hoàng Tôn Đán, con vua Hoàng Tử Cảnh còn nhỏ tuổi và đã theo đạo Gia Tô, lên ngôi thái tử. Sự kiện này được sách sử ghi lại như sau: sau ngày được Gia Long phong chức Đông Cung thái tử vào tháng 5 năm 1816, Minh Mạng đã trở thành đối tượng đánh giá, đánh phá của các giáo sĩ, vì Minh Mạng theo họ đã xóa ngôi của con Hoàng Tử Cảnh là Hoàng Tôn Đán. Việc Minh Mạng giết chết Đán Mỹ Đường và mẹ ruột Đán là Tống Thị Quyên vì tội thông dâm năm 1824 càng khiến các giáo sĩ có thêm bằng chứng đã kích vua. Phần các giáo sĩ dù chỉ chiếm thiểu số trong xã hội, sau 3 thế kỷ tồn tại và phát triển đã tổ chức thành những hành động, những cộng đồng khá chặt chẽ dưới sự chăn nuôi linh hồn và tài trợ vật chất của những nhà truyền đạo nhiệt tình, ngạo mạn. Cộng đồng Kitô mang một sức mạnh chính trị đáng sợ nếu các giáo sĩ muốn chống lại triều đình. 2. Sau khi Thái tử Đảm lên ngôi vào năm 1820, lấy vương hiệu là Minh Mạng, các nhà truyền giáo xúi dục tín đồ không tuân lệnh triều đình và dạy dỗ họ chỉ phải tuân lệnh giáo hoàng ở Roma mà thôi. Sự kiện này được sách bước mở đầy của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam năm 1858 năm 1897 ghi lại với nguyên văn như sau: các vị truyền giáo còn yêu cầu người Công giáo Việt Nam đừng thừa nhận quyền lực nhà vua và luật pháp nước họ. Họ có nói với các con chiên Đức Giáo Hoàng ở La Mã, Roma mới là vị vua tối cao duy nhất của họ. Họ chỉ tuân phục quyền lực Tòa Thánh Vatican. 3. Xúi dục Lê Văn Khôi nổi loạn chống triều đình Huế vào năm 1833, cho linh mục Joseph Machan làm cố vấn cho Lê Văn Khôi và tuyển mộ giáo dân vào làm lính cho Lê Văn Khôi. Sách các vua cuối nhà Nguyễn năm 1883, năm 1945 tập 1 viết: cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi tại Gia Định thành trong 3 năm, năm 1833 đến năm 1835, với sự tiếp sức của các giáo sĩ Pháp và giáo dân Việt, khiến Minh Mạng quyết định phá hủy hầu hết công trình xây cất thành trì của các chuyên viên Pháp. 4. Xúi dục Tạ Văn Phụng nổi loạn chống triều đình Huế vào thập niên 1860. Sử gia Vũ Ngự Chiêu viết: năm 1858, Phụng theo Rigon de Rinoroli với tới Đà Nẵng, nhưng rồi bị Rigon đuổi qua Hồng Kông. Từ cuối năm 1861, Phụng rời Hồng Kông, lọt vào giáo khu đàn ngoài của linh mục Ritot và được các thủ lãnh tôn làm vua,
dưới tên giả là Lê Duy Minh. Nhờ Ritot, Yểm Trợ, Cố Trường, linh mục mà làm mưu chủ phụng quy tụ được khoảng 20.000 giáo dân, hy vọng lập nên vương quốc Kitô ở miền Bắc. Lực lượng nòng cốt của Phụng là chiến thuyền, hạm đội của Phụng ước lượng từ 200 đến 300, trang bị đại bác khá hùng hậu, đặt căn cứ ở đảo Cát Bà trong vịnh Bắc Kỳ. Phụng còn liên minh với các nhóm hải tặc Thanh ở vùng Quảng Yên nên Thanh thế rất mạnh. Phụng tung hoành khắp 9 tỉnh miền Bắc, 2,3 diện tích, và số dân theo y lên tới 200.000 hay 300.000 người. Giặc Phụng đánh thắng quân triều đình hơn 60 trận, bắt sống hay giết chết 4 tư lệnh. Năm 1862, thay vì giết tù binh, Phụng cắt ngón tay cái hay 3 ngón rồi thả tự do. Nhận xét về Phụng, linh mục mà Theuro, phụ tá giám mục Gentet viết: nếu các nhóm phản loạn đoàn kết, chúng có hy vọng thành công. Với ông vua mới này, con cái cũ của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự hòa bình tôn giáo, và dân chúng sẽ theo vua chúa chúng mà theo đạo. Nhưng y chỉ là một tên giả mạo. Đây là sách lược quậy cho nước đục để thả cầu, một sách lược cổ hủ của Vatican. Mặt khác, Tòa Thánh La Mã tiếp tục dồn nỗ lực vào việc vận động nước Pháp liên kết với giáo hội, rồi đem quân đội đi chinh phục Việt Nam bằng quân sự. Việc này phải đợi mãi đến đầu thập niên 1850, khi đó giáo hội đã bố trí xong thiếu nữ Eugenia, ngoan đạo xinh đẹp người Tây Ban Nha, trở thành hoàng hậu của hoàng đế Napoleon thứ ba năm 1808 đến 1873. Lúc đó nhà vua đã sắp bước vào tuổi ngũ tuần, trong khi người thiếu nữ kiều diễm Eugenia 1826 đến 1920, một tín đồ ngoan đạo của giáo hội, còn mơn mởn đào tơ chưa đầy 27 cái xuân xanh. Nhờ vậy mà các nhà truyền giáo của giáo hội mới dễ dàng lung lạc nhà vua, vốn là hội viên hội tam điểm chống Vatican khi còn lưu vong ở ngoài nước Pháp. Qua người vợ trẻ xinh đẹp này để đẩy mạnh chiến dịch vận động nhà vua liên kết với giáo hội đem quân đi chinh phục Việt Nam. Đây là một sự thật lịch sử, và sự thật này được tiến sĩ Cao Huy Thuần ghi lại trong cuốn Đạo Chúa và Thực Dân tại Việt Nam như sau: chính các vận động để được ủng hộ về sự can thiệp của các nhân vật quan trọng như Tổng giám mục Bonnet-Cholese và Rion, và của chính Hoàng hậu, bà này đã thuyết phục được vua, dù lúc đó vua không có kế hoạch thực dân nào rõ rệt. Các cuộc vận động này được thực hiện bởi hai người truyền giáo, linh mục Húc, hội viên hội thánh Lazare, tu hội Lazarite tại đại diện giáo hoàng ở Trung Quốc, tác giả cuốn Đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc, Tare và Tây Tạng, và giám mục Benlerin, đại diện giáo hoàng tại Bắc Nam Kỳ. Trong văn thư để lên vua, linh mục mà Húc trình bày với các mối lợi và việc chiếm Việt Nam có thể mang lại cho Pháp. Thất vọng vì sự thất bại của phái đoàn Monti Rini, theo ngờ lời khuyên của bạn bè giám mục Fellerin, quyết định đi Pháp để trình bày với nhà vua tình trạng thê thảm của các đoàn truyền giáo do các biện pháp nửa vời gây nên. Đến Pháp vào đầu tháng 5 năm 1857, ngày 16 tháng 5 ông trình bày trước ủy ban, và ngày 21 tháng 5 ông trao cho họ bản thuyết trình đầy đủ chi tiết trước khi Napoleon tiếp kiến. Nhưng sự vụ hình như kéo dài, sốt ruột, giám mục mà tin là nên chắc nhắc lại Napoleon thứ ba: thần xin Chúa Thượng, chúng ta thấy trong thư ngày 30 tháng 8 năm 1857 của ông cho phép thần nói đến các người mới theo đạo khốn khổ ở xứ
Kachin Chin và các nhà truyền giáo ở xứ An Nam. Hiện giờ máu họ đang đổ và tình cảnh của họ còn kinh khủng hơn từ cuộc vận động sau đó của nước Pháp. Không làm gì cho bọn thần, e rằng đạo Thiên Chúa sẽ bị tận diệt tại các vùng hình như sẵn sàng tiếp đón lợi ích của đạo Thiên Chúa và văn minh. Thần đến xin Chúa Thượng đừng bỏ rơi bọn thần. Điều bệ hạ làm cho bọn thần sẽ khiến cho ân phúc của Chúa ban xuống cho bệ hạ và triều đại huy hoàng của bệ hạ. Kế đến tháng 11 năm 1857, giám mục mà Pellerin đi Roma, giáo hoàng Pio thứ 11 tán thành và cuộc vận động ủng hộ cho các phái đoàn truyền giáo cao huy thuần. Xuyên qua các cuộc can thiệp của linh mục mà Hút và giám mục mà Pellerin, chúng ta thấy ý tưởng chính sau đây. Cuộc viễn chinh của họ vận động nhân danh các người truyền giáo tại Việt Nam không phải chỉ là cuộc biểu dương lực lượng đơn thuần hay là một cuộc chiến đấm tạm thời một vài điểm địa điểm của nước Việt Nam, mà hoàn toàn là một cuộc viễn chinh thực dân vì nhằm xây dựng một thuộc địa Pháp vĩnh viễn ở góc đất này, ở Đông Nam Á. Ý tưởng này được một người truyền giáo khác là linh mục Lacran de la Rian trình bày mạnh mẽ trong một bản trần trình mà y gửi Napoleon thứ ba vào khoảng tháng 2 năm 1857. Bản văn sử trên đây nói rõ linh mục Hút là đại diện của giáo hoàng ở Trung Quốc và giám mục Pellerin là đại diện của giáo hoàng tại Bắc Nam Kỳ. Sự kiện này cho chúng ta thấy rõ tiếng nói và hành động của hai nhà truyền giáo này là tiếng nói và hành động của Tòa Thánh Vatican, tức Giáo hội La Mã. Nghĩa là hành động vận động chính quyền Pháp xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa và nô lệ hóa dân ta, là hành động có tính toán và mưu đồ rõ rệt của Tòa Thánh Vatican, chứ không phải là những hành động lễ tẻ và riêng rẽ của một mà vài các nhà truyền giáo như bọn Văn Nô, Gia Tô thường ngụy biện, cãi cối, cãi chày để chạy tội cho Giáo hội La Mã. Sự kiện này cũng được nhà biên khảo sử học Bùi Trần Phương ghi nhận như sau: quan hệ gắn bó giữa Thiên Chúa Giáo và chủ nghĩa thực dân Pháp là một thực tế lịch sử phong phú, hiển nhiên đến nỗi không cần lý lẽ biện luận, thuyết minh thêm. Chỉ xin nhắc lại đôi chút về vai trò các nhà truyền giáo trong việc hình thành và phê chuẩn kế hoạch của chính quyền đế chế II, cử phó đô đốc Rigaud de Rennes-Rolly mang hạm đội đến tấn công Đà Nẵng năm 1858. Các nhà truyền giáo như linh mục Hút, giám mục mà Pellerin, linh mục mà Larrain de la Larry, giám mục mà Ritot, bằng nhiều văn thư và cả sự có mặt trực tiếp của mình trong các cuộc họp của Ủy ban Nam Kỳ, tham gia tích cực vào việc xây dựng kế hoạch tấn công quân sự để đạt mục tiêu truyền giáo và xâm lược thực dân không chỉ ở một địa phương nào mà từng bước đi đến chinh phục toàn cõi Việt Nam. Các nhà truyền giáo đã có công đề xuất ý kiến, vạch kế hoạch, cung cấp thông tin, hứa hẹn, bảo đảm về hậu thuẫn của nhân chúng tại chỗ. Nói tóm lại, chẳng những hết lòng ủng hộ mà còn gây áp lực chính trị, tinh thần thúc ép các nhà nước tư bản Pháp, Tây Ban Nha tiến hành một kiểu thánh chiến bảo vệ đạo ở Việt Nam để mưu cầu lợi ích chung của Giáo hội Thiên Chúa Giáo và chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản. Trong hoạt động này, các nhà truyền giáo có một ưu thế rõ rệt. Họ là những người am hiểu nhất về tình hình các vùng đất còn xa lạ với Tây Phương, nơi họ đã xây dựng và chuẩn bị lực lượng từ rất lâu đời thông qua những hoạt động mang danh nghĩa là tôn giáo của nhiều thế hệ tu sĩ. Tiếng pháo của hạm đội Rigaud de Rennes-Rolly bắn vào Đà Nẵng làm bùng nổ một xung đột đã âm ỉ từ lâu. Nó cũng phơi bày sự thật hiển nhiên về ý nghĩa chính trị rất thế tục của hoạt động truyền giáo của các giáo sĩ phương Tây về Viễn Đông từ mất thế kỷ trước, từ mấy thế kỷ trước. Kết quả là Pháp đã làm đúng như ý muốn của giáo hội. Lần thứ 4 vào từ năm 1950,
đến năm 1954. Lần này để cho chắc chắn phải thành công, Tòa Thánh Vatican quyết định phải huy động tất cả tín đồ có thế lực của giáo hội ở Mỹ cũng như ở Pháp và tín đồ Gia Tô người Việt. Tùy theo khả năng riêng của mỗi người đều phải góp tay vào việc vận động cho ông Gia Tô Ngô Đình Diệm lên cầm quyền ở Việt Nam. Một, tại Hoa Kỳ, giáo hội ra lệnh cho Hồng Y Frank Spellman phải tích cực vận động tất cả các tín đồ Gia Tô có thế lực trong các cơ quan chính quyền như Ngoại trưởng John Foster Dulles, Giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA là ông Allen Dulles, Thượng viện sĩ John Kennedy, Thượng nghị Mike Mansfield, dân biểu Walter Ruth, ông Tòa Thánh Cao Pháp Viện William Dulles, v.v. phải tích cực dùng tất cả khả năng và quyền lực của siêu cường Hoa Kỳ làm áp lực với Pháp và phải bảo đại và với ông Bảo Đại để đưa ông Diệm về Việt Nam cầm quyền. Vấn đề này được trình bày đầy đủ ở mục thứ 8, phần thứ 5 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Bộ sách này sẽ được phát hành trong một ngày gần đây. 2. Tại Pháp, đảng Gia Tô gọi là Movement do ông Gia Tô Robidoux làm đảng trưởng cùng được lệnh dùng hết khả năng và quyền lực làm áp lực với chính quyền Pháp với ông Bảo Đại để đưa ông Diệm lên làm thủ tướng. Sự kiện này được sách Việt sử khảo luận kể lại với cựu luật sư Trần Văn Tuyên với nguyên văn như sau: dư luận Việt Nam thường coi ông Ngô Đình Diệm là người của Hoa Kỳ, và việc ông lên là quyền là do Hoa Kỳ thúc đẩy. Thực ra ông Ngô Đình Diệm không phải là con ngựa của Hoa Kỳ mà là người cưng của Pháp, hay đúng hơn là của một đảng Công giáo Pháp, Mặt trận Bình dân. Lãnh tụ là Bidau, Bộ trưởng Ngoại giao, trưởng phái đoàn Pháp ở hội nghị Geneva. Năm 1953, ông Diệm được nhóm chính trị Công giáo Pháp Việt ở Paris mời về Pháp để tính toán công việc với Bidau. Khi Bảo Đại giải tán chính phủ Nguyễn Văn Tông tháng Chạp năm 1953, Pháp của đảng Gia Tô muốn vận động cho ông ta về làm thủ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, những người tay chân của ông trong nước đã hành động vụng về hấp tấp. Khi họ muốn lợi dụng phong trào đại đoàn kết để đưa ông lên cầm quyền, muốn dùng tất cả giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và nhóm Bình Xuyên để làm hậu thuẫn cho ông Diệm chống Bảo Đại. Vận động đó thất bại, Bảo Đại không dùng ông Diệm mà cử ông Bửu Lộc ra lập chính phủ thay ông Nguyễn Văn Tâm. Trước những khó khăn nội bộ cũng như trước trách nhiệm nhận chia đôi đất nước, Bửu Lộc xin từ chức. Giữa lúc hội nghị Geneva tới chỗ bế tắc trung tuần tháng 6 năm 1954, Bidau lại tấn công Bảo Đại, yêu cầu ông chỉ định Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Bảo Đại ngần ngừ. Ngày 12 tháng 6 năm 1954, Bảo Đại đánh điện triệu tôi và đại tá Lê Văn Kim xuống Cannes để hỏi công việc. Ông ra tận sân bay Nai để đón chúng tôi. Sau khi nghe báo cáo về tình hình hội nghị, ông hỏi tôi, Bửu Lộc từ chức Pháp của đảng Gia Tô, đề nghị ông Ngô Đình Diệm lập chính phủ, Hoa Kỳ có ủng hộ ông Ngô Đình Diệm hay không? Tôi trả lời, không thấy các đại biểu Hoa Kỳ nói gì về ông Diệm và xin về Geneva hỏi ý kiến các bạn Hoa Kỳ của chúng tôi trong hội nghị Geneva. Đây là một câu trả lời của nhân viên cao cấp Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ khi tôi hỏi về ông Ngô Đình Diệm. Ông Diệm và anh ông là Thục có đến thăm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Sau khi nói chuyện, chúng tôi đều đồng ý là nên để ông giám mục làm chính trị và nhà chính trị làm giám mục thì đúng hơn. Ý ông Diệm không xứng đáng. Ông Bidel Smith thì cho chúng tôi biết Hoa Kỳ không ủng hộ một cá nhân ai cả, sẵn sàng ủng hộ chính phủ quốc gia chính thức chống cộng, dù ai cầm đầu cũng được. Sự kiện đảng Gia Tô của ông Gia Tô rất hoạt động ráo riết để đưa ông Diệm lên làm thủ tướng Việt Nam cũng được sách Việt Nam niên biểu nhân vật chí ghi nhận vắn tắt như sau: 30 tháng 5 năm 1953, do lời mời của giáo dân Kitô Paris, Diệm rời New York trở lại Paris. 3. Về phía người Việt Nam, giáo hội dùng bà Nam Phương Hoàng hậu để thuyết phục ông Bảo Đại đưa ông Diệm lên làm thủ tướng. Sự kiện này được ông Đại Mạc viết trong Nguyệt Sang Người Dân số 77 tháng 1 năm 1997 như sau. Lại cũng có ký giả ngoại quốc viết rằng chính bà Nam Phương do khuyến cáo của giáo hội đã bảo đảm với ông Bảo Đại để giao chính phủ cho ông Diệm. Ông Diệm đã quỳ lạy thề dùng cả hai người là trung thành với nhà Nguyễn. Sự phản bội của ông Diệm khiến bà Nam Phương giận giáo hội và đã tự tử để chứng tỏ bà không còn thuộc giáo hội nữa. Ông ký giả lập luận rằng trong y bà Nam Phương không hề có triệu chứng về tim, mà bà lại mất bất ngờ đến nỗi chính ông Bảo Đại cũng không hay biết gì. Tuy ông Bảo Đại vợ nọ con kia nhưng vẫn là người chồng, người cha tốt với gia đình chính thức cũng như rất hiếu đệ với mẹ. Như vậy là ngay từ mùa hè năm 1950, giáo hội La Mã đã sử dụng tất cả các tín đồ có thế lực ở Hoa Kỳ cũng như ở Pháp và tín đồ Gia Tô người Việt để cùng với giáo hội làm áp lực với chính quyền Pháp và với quốc trưởng Bảo Đại để đưa ông Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng chính phủ của chế độ Bảo Đại. Vì thế ông Ngô Đình Diệm mới được chính quyền Pháp và quốc trưởng Bảo Đại bổ nhậm làm thủ tướng vào ngày 19 tháng 6 năm 1954 để thay thế ông Bủ Lộc và chính thức nắm quyền vào ngày 7 tháng 7 năm 1954. Việc Hoa Kỳ đồng ý với Vatican trong việc dùng áp lực với chính quyền Pháp, với quốc trưởng Bảo Đại để đưa ông Ngô Đình Diệm về Việt Nam cầm quyền với toàn quyền dân sự và quân sự, cho chúng ta thấy rõ liên minh Thánh Mỹ Vatican đã được thành lập kể từ đây. Cái liên minh thánh này được sử gia chính đạo tức Vũ Ngự Chiêu gọi là cuộc thánh chiến chống cộng và làm tựa đề cho một cuốn sách Houghton Texan Văn hóa 2004 có nội dung nói về liên minh Mỹ Vatican lãnh đạo cuộc chiến năm 1954 đến năm 1975 chống lại ý chí thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Những hoạt động của Vatican chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam từ năm 1975 đến nay, ngoài 4 lần vận động ngoại cường trực tiếp can thiệp vào Việt Nam như đã nói ở trên, từ năm 1975 cho đến ngày nay, giáo hội còn có những hoạt động đánh phá đất nước và chính quyền Việt Nam hiện nay. Dưới đây là những trường hợp điển hình. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, giáo hội La Mã tổ chức một buổi lễ phong thánh cho 117 tên tội đồ, gồm những tên gián điệp chuyên nghiệp của giáo hội mang danh nghĩa là các nhà truyền giáo. Và bọn Gia Tô Việt Giang đã từng hoạt động chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong hai thế kỷ 18 và 19. Thâm ý của giáo hội trong việc phong thánh này là xúi dục tín đồ Gia Tô người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại hăng say nổi lên chống lại tổ quốc và chính quyền Việt Nam. 2 tháng 3 năm 2001, giáo hội đưa lên Gia Tô Việt Giang giám mục Nguyễn Văn Thuận, cháu cố tổng thống Ngô Đình Diệm, lên nắm giữ một chức vụ bộ trưởng truyền giáo trong giáo triều Vatican, rồi thăng chức hồng y cho ông ta, cũng có giả tâm khích lệ tín đồ Gia Tô người Việt ở hải ngoại và ở trong nước tiếp tục đánh phá tổ quốc và chính quyền Việt Nam.
Bằng chứng là ông giám mục này đưa ra lời tuyên bố với tín đồ Gia Tô người Việt tại giáo phận Oran, Conjit vào ngày 15 tháng 3 năm 2001 rằng Vatican không nói mà làm. Làm ra sao thì cứ nhớ lại biến cố Đông Âu thì rõ. Giả tâm của hai việc làm bất chính trên đây của giáo hội cũng không ngoài mục đích xúi dục tín đồ Gia Tô người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại hăng say nổi lên chống lại Tổ quốc và chính quyền Việt Nam. Giả tâm này cũng tương tự như giả tâm trong việc giáo hội cấu kết với chính quyền Charles de Gaulle để đưa cựu linh mục Thierry Archangel nắm giữ chức cao ủy đồng giường. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, với mục đích là xúi dục gần 2 triệu giáo dân Gia Tô người Việt nổi lên tích cực tiếp tay cho đoàn quân viễn chinh. Liên minh Pháp Vatican chống lại Tổ quốc và chính quyền kháng chiến Việt Nam lúc bấy giờ. Giả tâm thâm độc này của Vatican được linh mục Trần Tâm Tĩnh ghi lại rõ ràng trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm với nguyên văn như sau: De Gaulle gặp đô đốc Archangelio, một tu sĩ dòng Camelo làm cho cao ủy Đông Dương, nghĩa là làm toàn quyền. Có lẽ ông hy vọng rằng vị linh mục này sẽ thành công trong việc quy tụ dân Công giáo lại đi theo ủng hộ mình như hồi chinh phục lần đầu cách đó một thế kỷ. 3. Năm 1994, giáo hội xúi dục linh mục Nguyễn Văn Lý gây rối ở nhà thờ và xóm đạo Nguyệt Biều tại làng Thủy Biều nằm trong giáo phận Huế. Hành động gây rối này khởi đầu vào từ tháng 11 năm 1994 và kéo dài trong nhiều năm. Trong hành động gây rối này có cả yêu sách đòi lại khối tài sản bất động sản của giáo hội La Mã đã bị chính quyền tịch thu. Cũng nên biết khối bất động sản bị tịch thu này là một phần trong những khối tài sản kích xù mà giáo hội đã cướp đoạt của nhân dân ta nhờ dựa vào chính quyền Liên minh Pháp Vatican trong thời gian năm 1862 năm 1954. Và giữa chính quyền đạo Phiệt Gia Tô Ngô Đình Diệm do Liên minh Mỹ Vatican dựng lên. Trong những năm 1954 đến năm 1975, vấn đề này đã được trình bày đầy đủ trong mục 10 thuộc phần 3 và mục thứ 11 thứ 21 thuộc phần 6 trong bộ sách Lịch sử và Hồ sơ tội ác của Giáo hội La Mã. Bộ sách này đang được tiếp tục công bố trên trao điểm online.com và sách hiếm.net. Vì có những hành động gây rối chống lại Tổ quốc Việt Nam, linh mục Lý bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 1 tháng 5 năm 2001. Nhân việc linh mục Lý bị bắt giữ, giáo hội ra lệnh cho các cơ quan truyền thông tay sai của giáo hội ở hải ngoại phải rầm rộ tuyên truyền rằng chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo. Có làm như vậy thì giáo hội La Mã mới có lý do lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo. 4. Mùa hè năm 2003, giáo hội xúi dục bọn tín đồ Gia Tô người Việt hải ngoại cho ra đời cái gọi là Tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Tổ chức này viết thư thỉnh cầu Liên Hợp Quốc cùng quyền lực cưỡng ép chính quyền Việt Nam hiện nay phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris năm 1973 và tái lập tình trạng chia đôi Việt Nam như thời kỳ năm 1954 đến năm 1975. Thâm ý của giáo hội trong việc làm bất chính này là nếu thành công thì bọn cuồng nô thà mất nước chứ không thà mất Chúa sẽ được Hoa Kỳ đưa về nhảy lên bàn độc tác tác oai tác quái hà hiếp nhân dân giống như giáo hội và Hoa Kỳ đã giúp cho tên Gia Tô phản thần Tam Đại Việt Giang Ngô Đình Diệm về cầm quyền ở Việt Nam vào mùa hè năm 1954. 5. Cũng trong giả tâm xúi dục tín đồ Gia Tô người Việt tiếp tục hăng say chống lại Tổ quốc và chính quyền Việt Nam hiện nay. Mới gần đây, tháng 11 năm 2007, giáo hội tổ chức lễ phong chân phước cho tên Gia Tô Việt Giang Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Hành động này giống y hệt như hành động phong thánh cho 117 tên tội đồ Gia Tô chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Trong hai thế kỷ 18 và 19 được tổ chức long trọng tại Roma vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Qua phần trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng Tòa Thánh Vatican luôn luôn dùng cách sách lược xúi dục bọn tín đồ cuồng tín, quấy phá hay nổi loạn, chống bất kỳ chính quyền nào không phải là tay sai của giáo hội, hầu tạo ra cơ hội cho giáo hội lấy cớ mà la lối rêu rao rằng chính quyền đó đàn áp đạo Gia Tô, để vận động các cường quốc đồng minh với Vatican dùng vũ lực tấn công vào lãnh thổ Việt Nam trong thế kỷ 19, hay dùng sức ép đối với chính quyền Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Có làm như vậy, Vatican mới có thể thi hành sách lược thừa nước đục để thả câu, hay nhảy vào đóng vai ngư ông. Tòa Thánh Vatican lưu manh như thế đó, đúng là một tay tổ chuyên nghiệp sử dụng quái chiêu vừa ăn cướp vừa la làng. Bốn lớn. Ba sách lược cố hữu của giáo hội La Mã. Tìm hiểu sâu rộng về sách lược bành trướng thế lực của đạo Kitô La Mã trong gần 2000 năm qua, đặc biệt về sách lược chống phá các chính quyền cách mạng Pháp trong những năm 1789 đến 1815, chúng tôi thấy rằng giáo hội La Mã sử dụng những sách lược dưới đây để hủy diệt công trình cách mạng Pháp năm 1789. 1. Dùng tín đồ bản địa đã được đoàn ngũ hóa tổ chức thành những đạo quân thứ năm. Những đạo quân này được ngụy trang bằng những danh xưng như đạo binh Đức Mẹ, đạo binh xanh, đoàn tự vệ, đạo binh thánh giá, đoàn thiếu nhi thánh thể, hội nghĩa binh, hội con Đức Mẹ, công giáo tiến hành, đoàn thanh sinh công, hội thánh du xe lao công, hội các bà dòng ba, ca đoàn trầm mặc, vân vân. Những đạo binh này nằm tiềm phục ở trong các giáo khu hay trong các làng mạc, làng đạo hay xóm đạo, chờ khi được lệnh truyền của các đấng bề trên thì nổi lên làm loạn chống lại chính quyền cách mạng. Một khi gây được tình trạng hỗn loạn ở trong nước thì quân xâm lăng liên minh thánh do giáo hội vận động thành lập sẽ tiến vào tấn công dễ dàng và tiêu diệt quân cách mạng. 2. Thuyết phục và cấu kết với các thành phần giàu có trong nước và thế lực phản động đang nắm giữ chính quyền tại các cường quốc Âu Châu để thành lập liên minh thánh, mục đích là đem quân tấn công thẳng vào nước Pháp để tiêu diệt chính quyền cách mạng trước, rồi sau đó tiến hành những chiến dịch tiêu diệt những công trình cách mạng năm 1789 mà nhân dân Pháp đã đạt được trước kia. 3. Tìm cách gài những thành phần bảo thủ thân giáo hội vào trong chính quyền trung ương và mua chuộc những thành phần tham nhũng trong chính quyền, rồi bằng đủ mọi mánh mung giáo hội cho người sát cánh kề vai với nhà lãnh đạo của chính quyền bị mua chuộc và bị ảnh hưởng của giáo hội. Những thành phần này dần dà ngã theo giáo hội, nghe theo giáo hội, lèo lái chính quyền trung ương nguyên hẳn về phe bảo thủ, rồi cấu kết với giáo hội và biến chính quyền đương thời thành một chế độ đạo phiệt Gia Tô, làm tay sai cho giáo hội. Kế sách này cũng được triệt để thi hành trong những năm 1848 năm 1858. Ngay từ khi Louis Napoleon vừa mới được bầu lên làm tổng thống chế độ đệ nhị Cộng hòa vào cuối năm 1848. Trong suốt chiều dài lịch sử từ thế kỷ thứ tư cho đến nay, tùy theo tình hình chính trị, chính sự và dân tình hay hoàn cảnh của từng quốc gia bị chiếu cố, giáo hội dùng sách lược thứ nhất làm hậu thuẫn cho sách lược thứ hai hoặc sách lược thứ ba để chiếm đoạt chính quyền tại quốc gia nạn nhân đó. Sự kiện này đã được trình bày khá đầy đủ ở trong chương 6 phần 1.3 phần 2 của bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Tại Việt Nam, từ cuối thế kỷ 18 cho đến tháng 7 năm 1954, giáo hội sử dụng sách lược thứ nhất dùng một bọn tín đồ bản địa đã được đoàn ngũ hóa và tổ chức thành những đạo quân thứ năm hay những ổ nội trùng làm hậu thuẫn cho sách lược thứ hai, vận động chính quyền Pháp xuất quân đánh chiếm Đông Dương để cướp đoạt chính quyền và duy trì quyền lực.
Cũng tại miền Nam Việt Nam, từ năm 1950 cho đến cuối năm 1963, giáo hội sử dụng sách lược thứ nhất làm hậu thuẫn cho cả hai sách lược thứ hai, vận động chính quyền Hoa Kỳ để chiếm đoạt quyền hành và duy trì quyền lực chính trị. Nhờ vậy mà giáo hội đã thiết lập được chế độ đạo Phiệt Gia Tôn Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. Và chế độ chính trị này đã tồn tại được đến ngày 1 tháng 11 năm 1963. Từ tháng 1 năm 1964 cho đến tháng 4 năm 1975, giáo hội vẫn sử dụng sách lược thứ nhất, dùng lực lượng đại đoàn kết của nhóm Hoàng Quỳnh, Mai Ngọc Khuê, Nguyễn Gia Hiến, anh ruột Nguyễn Gia Kiển và tất cả giáo dân đã được đoàn ngũ hóa như đã nói trên trong các trại định cư ở trại rác trong các vùng chung quanh Sài Gòn và dọc theo đường Sài Gòn Đà Lạt, làm hậu thuẫn cho cả hai sách lược thứ hai bám chặt lấy Hoa Kỳ. Và sách lược thứ ba đưa người vào trong chính quyền Sài Gòn để thiết lập chế độ Diệm không Diệm. Từ sau tháng 4 năm 1975, giáo hội cũng vẫn còn sử dụng sách lược thứ nhất làm hậu thuẫn cho cả sách lược thứ hai, vận động Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Và các sách lược thứ ba tìm cách mua chuộc những nhân vật có thế lực để gài người vào trong chính quyền Việt Nam hiện nay, để thực hiện mưu đồ tái lập chính quyền được rồi tiến tới thiết lập chế độ đạo Phiệt Gia Tô ở nước ta. Âm mưu này được giáo hội theo đuổi và âm thầm tiến hành. Và tiếp tục như ngày nay, báo chí và kể cả những thành phần làm trong bộ máy nhà nước cũng được nhồi sọ bởi đạo Cato Roma, được trợ giúp của Vatican để xuyên tạc và có thể gây rối cho bộ máy chính quyền cũng như thông truyền thông ở trên không gian mạng. Báo chí nhất báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ Cười, báo Phụ Nữ cũng được cài cắm vào. Do đó chúng ta hãy cần hết sức cảnh giác, hết sức là bình tĩnh tỉnh táo trước những thông tin chưa kiểm chứng. Các bạn vừa nghe xong là một cái bài Vatican bám chặt Việt Nam lâu dài nhất. Thì phần trình bày này nó tạm ngắn, lần sau mình sẽ làm phần 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.